안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요. 응씨, 오랜만이네요. 안 vừa nói gì? Em bảo là đừng có một chút lo lắng, rất là lo lắng. 다시 해보세요. 너무 걱정. 너무 걱정해요. nhưng mà bạn Cường á, bạn Cường chú ý phát âm tròn chữ nha. Nomu thì ra nomu khop chân thì ra cột chân nha. Nomu khop chân heo. Nó muốn có cho hiểu. Quê cột chân heo. Pizza. Đợi đợi được chưa nhá? Đợi lại gì các bạn? Kitarita. Kitarita. Pizza Kitaria Takiwe. Hắn cũng kê khá đều rồi á. Du học à Hắn cũng kê khá đều rồi á. du Khá đều rồi hả? Hắn cũng kê khá đều rồi hả? ok caro Pizza 기다리고 있어요. Pizza 기다리고 있어요. 네. 다시 해보세요. 다시 Pizza.해보세요. Pizza. Cô nói lại cô bảo다시 해보세요. 피자를 기다리고 있어요. Pizza를 기다리고 있어요. 네, 피자를 기다리고 있어요. 기다리고 있어요. 피자를 기다리고 있어요. 고 있어요. 고, 고, 고 고이스 성격 lại 고 있어요. 고이스 네, 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. 네. Ok, các bạn bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn ha. Nhưng mà trước khi bắt đầu mình có giao bài tập cho các bạn ha. Là hôm nay á là mình học cái gì? Học sơ cấp 1 rồi đúng không? Thì các bài sơ cấp 1 thì mỗi một bài ha, các bạn chọn cho chị 10 từ gần gũi nhất với các bạn, 10 từ mà các bạn thấy trong đó là các bạn muốn học 10 từ đó ha. Rồi sau đó mỗi một từ đặt hai câu nha. Ý hay cài Nè. ố? Khi nào thì nộp được nè? Cuối tuần ạ. Cuối Được. tuần á, Thứ nhanh sáu quá đúng không? đấy. Thứ sáu. Chị cho hết tuần này, hết tuần sau ha. Đây tới thứ sáu, chị cho bây giờ đi. Bây giờ chị cho đây tới thứ sáu thì nộp của quyển sơ cấp 2 ha. Sơ cấp 2 đó làm gì cô? Mỗi một giống như vậy luôn, cũng là À. một bài chọn ra 10 từ. Nếu mà À. bạn nào muốn chọn nhiều hơn càng tốt nha. Vâng. Nhưng mà luyện nói câu theo ngữ pháp sơ cấp 2 của Đúng không, có nghĩa là mình nói như thế nào đó là tùy các bạn thôi, các bạn cứ đặt câu và cái câu đó là phải có ý nghĩa với các bạn, hiểu không? Vâng. Nghĩa là cái câu đó các bạn sử dụng được ở trong cuộc sống của mình ha. Thì Vâng. các bạn đặt cái đó, khi mà đặt xong á, mỗi một bài chọn ra 10 từ, nói chung là tối thiểu là 10 từ ha. Mỗi một Vâng. từ đặt thành hai câu. Nộp ra file file Word hoặc là viết ra giấy ha, rồi chụp hình gửi cho chị nha. Nếu mà được có thì các bạn đánh file Word đi, để chị cố gắng chị hướng dẫn các bạn cài cái file Word ha. Còn nếu mà khó quá thì viết ra giấy rồi chụp hình gửi cho chị ha. Đây tới thứ sáu là của quyển sơ cấp 2 ha. Còn quyển sơ cấp 1 thì cho bữa nay là bây giờ là cuối tháng 2 ha, cho đến ngày 20 20 tháng 3, ok không? Đến 20 tháng 3 thì nộp cho chị quyển sơ cấp 2 hay sơ cấp 1 nha. Nè. Nè, bạn nào thích đặt nhiều thì cứ đặt ha, chị tối thiểu là hai câu thôi, mỗi một bài chọn ra 10 từ, tối thiểu là 10 từ.
và mỗi một từ đặt tối thiểu là hai câu ha, thì các bạn cứ đặt, và khi đặt xong á các bạn nhớ đọc cái câu đó lại, mỗi một câu đó thì các bạn đọc khoảng 4-5 lần, làm xong rồi cuối cùng quay trở lại cầm nguyên cái đó các bạn đọc chừng khoảng 3-4 lần ha, như vậy thì các bạn sẽ coi như là các bạn nói rất là tốt lại luôn á nha. Ihe kayo Nè, nè, chị đang nè nè. Bây giờ chị share lại lúc nãy cho các bạn nè, lúc nãy hình như các bạn chưa có thấy cái này đúng không? Nè bạn Cường nha. Hanku ke kha ryo ko heyo. Hanku ke kha ryo ko heyo. Ta si he bo seo Cường si. Hàn Quốc có karaoke Hanku ke kha ryo ko không? heyo. Sorry, Hàn Quốc kia karaoke Nè, không? pizza를 기다리고 있어요. Khi cha đây khi ta đi cô sờ. Nè, 걱정하지 마세요. Nè. Nè, 걱정하지 마세요. Nè, bây giờ mình sẽ tiếp tục bài ha, nhưng mà trước khi tiếp tục thì chị sẽ check từ vựng của các bạn lại ha. Mua là cái gì các bạn? Mua. Sata. Mua quần áo. Tốt xá ta. Hosei sayo. Osun sayo, mua quần áo ở chợ. Chị chàng ấy hosei kayo. Nè. Hát sayo. Hosei sayo. Nè, si chàng nghe số osun sayo. Tiếp tục. Cái gì nữa các bạn mua gì nữa? Mua thức ăn. Xí cứ sạch. Um xích. Hôm qua tôi đã mua thức ăn. Cô ơi, xích là cái này là thực phẩm này được gọi là đã chế biến hay là chưa chế biến cô, hay là nói chung chỉ là Nói chế chung biến được. luôn, nói chung luôn. Vâng. Vậy các bạn. Rồi động từ tìm kiếm là cái gì các bạn? Sạch Tìm cái gì các bạn? Tìm tìm địa chỉ. chà Chu sô rư chà chà yô. Tìm địa chỉ nhà của bạn. chà chà Né. chà chà Chính chà cô. chà chà chat. Chính cô chip chu sổ, chính cô chip chu sổ, hoặc là chính cô e chip chu sổ. Chặt cô ít, tôi đang tìm địa chỉ nhà của bạn ha. Kế tiếp, cái điện thoại này thì tôi rất là vừa ý. 이 핸드폰은 마음에 들어요. Ý handphone은 마음에 들어요. Ý handphone이 마음에 들어요. Cũng được ha. Rồi. Cái áo này á thì nó rất là vừa với tôi. Y osun ara aul. Rất là vừa, vừa chứ không phải phù hợp nha. Có nghĩa là vừa là nói về kích thước ha. Mặt trời mặt trời Nè, mặt trời Nè, osun choi cái mặt trời, choi cái mặt trời. Cái áo này choi cái nó vừa với tôi ha. Còn cái áo này nó phù hợp là như thế nào? 이옷은 얼굴어요. Tai oulayo, oulayo, oulayo. Một cái hãy đặt cho tôi một cái một ly cà phê. Copy Copy hả? chu Chúc mừng ha chú sale copy hành chan chú muốn hay chú sale copy hành chan chú muốn hay chú sale. Rồi đặt cái gì nữa các bạn? Đặt cái gì? visa Nói luôn đi. visa hành hành kê visa hay đến hành chưa cái sẻ chú
Hai Cái này là gì? chú Đó chèo là pizza mà là pizza ha, pizza. pizza À, pizza mình không biết nó là, ví dụ là han kè đúng không, han kè hay là gì đó mình không biết thì mình sẽ sử dụng han nè. À, ví dụ một thì phải có theo cái ở đó, pizza han kè ha, hoặc là pizza hana chumun hay chia sẻ không, các bạn hiểu ý chi không? Nè À, khi sử dụng han á thì phải có gọi là cái gọi là cái định nè. từ đúng không, định từ số đếm đại loại là như vậy. À, thì phải có một cái, một thì phải có cái này, còn khi mà mình sử dụng số thuần hàng á thì không cần ha. Pizza hana chumun hay chia sẻ không ihe Nè, ý em mệt ạ. kayo. Rồi, xin hãy tính tiền giúp tôi. Kế san hết chút xíu. Nè, kế san hay chia sẻ ô, kế san hay chia sẻ ô. À, so với cái quyển sách, à, so với quyển từ điển á thì cái quyển sách nó mỏng hơn. Sa Người bồ ta ba con thú đó. so 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 mua so chi chó nha, quên rồi nha. Vậy Sa chó à, chi chó nha, quên rồi nha. sa chôn thêm bô xèo nghe si Này sa chân phú đá y chế cân mỏng hơn. y chế cân thổ yang yang Tớ dạy bài rồi, dạy bài rồi ha, đọc theo r phía trước, dạy bài rồi. Ta si hê vô xèo. sa chân phú đá y chế cân thổ yang bài Tớ dạy dạy nè, dạy bài vô dạy nè. À, so với cái quyển sách đó thì cái quyển từ điển nó dày hơn, nói thì sao Quỳnh Si? chị của ta đẹp. So với cái quyển sách thì quyển từ điển nó dày hơn. Chị của ta sa cho nữ một câu À, chiếc bồ ta sa chân nhì y ha, sa sa cho chân ni y tụ có rồi tơ mu câu rồi ô. Chú ý các bạn nên sử dụng chữ thơ nha, chữ tơ thơ mu câu rồi ô, mình không đọc là tơ mà mình đọc là thơ, thơ thơ mu câu rồi ô, thơ con mu tụ câu có rồi rồi. nè. Rồi, so với em trai á thì gì các bạn, thì Tuấn nặng hơn. Tuấn sen dù to Tuấn chỉ cá to mu coi rồi. Nè, rồi so với khách sạn á, thì ở nhà nó tiện hơn. Hotel của ta chỉ hotel của ta chỉ chỉ bị hô Này là gì? hiểu hotel Hotel. Ê hotel luôn, đọc ê luôn, đọc ê luôn nha. Hotel. Hotel Bồ Tát chi pi tớ nèo Nè, nè, ý hay khai ố nè. nè. Bạn nào không biết thì cứ nói chị ha. À, so với xe đạp á, à bây giờ như thế này, so với xe buýt á, thì taxi nó nhanh hơn. Bất sự bố ta. Taxi, taxi ca. Taxi cá thuốc bal bal Nè, Bồ Tát taxi cá tơ bay lại ô, tơ bay lại ô. So với chị Lam á thì nghe nhiều tiền hơn. ơi. Sao vậy chị làm? Lam only bố ta. Nga xì ca thô thôn đi. Mà nị sợ. Nè, tôn thơ mà nhị sợ. Nè. So với cái gì?
so với siêu thị á, thì chợ nó rẻ hơn. Ừ, to bồ ta ta chàng chi chàng chi chàng đi có xa rồi. Nè, xin sang ghi to sai rồi. Rồi. À, so với cái gì so với cái gì các bạn, so với Huế thì Đà Lạt đẹp hơn. Về về Bồ Tát, Đà Lạt khá to Mình có thể nói như thế này: Huế, Bồ Tát, Đà Lạt, Xi'an, tớ gì dẹp bời tớ dẹp bời Cũng phải cảnh là chúng ta dùng tất cả không? dẹp bời cũng được, Arum Tắc Tà cũng được ha. Rồi tiếp tục, các bạn nói so với Việt Nam thì Hàn Quốc lạnh hơn. Việt Nam 보다 한국 거 한국 한국이 한국이 더 추워요. Nè, Việt Nam Bồ Tát, Hàn Quốc ký, Hàn Quốc kinh cũng được, tơ chua yo. Tôi thích cái áo nó cái áo rộng thì như thế, cái áo nó cái so, tôi thích cái áo như thế nào các bạn? Tôi thích cái áo đẹp. Tôi thích cái áo đẹp. 예쁜 옷을 좋아해요. Nè, 예쁜 옷이 예쁜 옷은 좋아해요. 그 다음, 그 gì các bạn có thể đặt những cái câu với vị tố định từ dùng với danh từ không? Xích động mà xích nên không xích cứ chúa hiểu. Nè, mà xin nên ốm xích cơn chúa hiểu. Nói là những cái món ăn ngon á thì nó mắc tiền thì nói làm sao? 맛있는 음식들은 비싸요. Nè, 비싸요. 맛있는 음식은 비싸요. Tôi muốn mua một cái quần quần dài. 스킨 바지를 사고 싶어요. Nè, vậy cái quần ngắn nó thì sao? 짧은 바지를 사고 싶어요. Nè, 잘했어요. 짧은 바지를 사고 싶어요. Tôi đang tìm một cái laptop. Laptop, Laptop là gì? computer, Notebook. notebook 하나 찾아요. 네, 노트북은 하나 찾고 있어요. 네, 찾고 있어요. 네, xong hết rồi đúng không? Cái này xong rồi luôn đúng không? Dạ chưa. Xong rồi mà. Cái này đọc và đọc chưa đọc. Tới đây thôi ạ. Tới đây thôi đúng không? Rồi, y kết il cơ vô xe ó, nu ga il cơ vô xe ó. Ở đây ha, có chai tà là ngắn nha các bạn. Shima là cái váy, kiri tà là dài. Đối nghĩa với dài là chai tà ha. Nu ga il cơ vô xe ó. Là hai kiểu Il cơ vô xe ó. ở sau sale mua trả chưa sale nào bạn tìm cái gì vậy Chào ha? chị, bây giờ mình vô cửa hàng đi ha. Dạ chào chị, chị đang tìm cái gì vậy ạ? Chàng đừng chỉ mà rừng hả na xá cô ship vào yêu. Tôi muốn tìm một cái váy ngắn và tôi muốn mua một cái váy ngắn. Nè, khư kê mà xin hết bố xe ó.
이해가요? 크게. 나요. 아우, 나 lớn lên, nói to lên ha, 크게. 네. 네. 이 티마는 어떠세요? 가야 바이나이 티 데나와. 네. 좀 길어요. 이것보다 더 작은 것 없어요? Cái này thì hơi dài. So với cái này thì có cái nào nó ngắn hơn không? Nè. Chrome, icon auto sale. Vậy thì cái này thì thế nào ạ? Mame, droyo, icoro, chuseo, cá tư Nè. tô tuyo. Cái này rất là thích. Hãy bán cho tôi cái này. Thanh toán bằng cạc. Bằng thẻ thì có được không? Nè, tên gì ta? Vâng, được ạ. Nè, các bạn nghe chị đọc lại ha. Oso seo, mol chat seo. Xin chào, chị đang tìm cái gì vậy ạ? Chalmun chi ma rư hana sa ko shippoyo. Tôi muốn mua một cái váy ngắn. I chi ma nun oto seo. Cái váy này thì như thế nào vậy ạ? Như thế nào ạ? Chôm ki rời. Các bạn chú ý chỗ này ha. Chôm ki rời. Ki rời. Chôm ki rời. Nó hơi dài một chút. 이것보다 더 짧은 것 없어요. So với cái này thì có nghĩa là không có cái nào ngắn hơn cái này hả? Nè ha các bạn ha, không có cái nào ngắn hơn cái này hả? Hỏi là có cái nào ngắn hơn cái này không? Nhưng mà người ta không hỏi. 이것보다 더 짧은 것 없어요. 그럼 이건 어떠세요? 왜 이렇게 나이 이게 왜 나와? 마음에 들어요. 들어요. 해야 마음에 들어요. 아, 또 유리 뭐야? 이걸로 주세요. Hãy cho tôi cái này đi, hãy cho tôi bằng cái này đi. Hỏi có nghĩa là nhưng mà mình dịch là hãy cho tôi cái này đi. À, kha tư tô thuế thẻ bằng thẻ có nghĩa là người ta nói rút gọn được thanh toán bằng thẻ có được hay không, kha tư tô thuế bằng thanh toán bằng thẻ có được không, nê thêm ni ta. Vậy thì các bạn biết chữ kha tư, trái nghĩa với kha tư là gì các bạn? Mình có tiền mặt hiện cung ha. Vậy thì hiện cung tô thuế, hiện cung tô thuế. Hoặc là cái gì các bạn hỏi người ta, Taylor tô thuế tiền đô ha. Còn nếu tiền Hàn Quốc thì người ta gọi là Han Quốc Tồn. À, người Hàn Quốc khi qua đây người ta đi mua sắm người ta hỏi ví dụ ơi ở đây trả tiền tiền hàng được không, Han Quốc Tồn tô thuế ý hay Nè. 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 현금 또 돼요? 달러 또 돼요? 한국 돈또 돼요? 네. 아, 이거 누가 읽어보세요? 퇴씨, 빨리 읽어보세요. 네. 빨리 읽어보세요. 어서 오세요. 먼저 주세요. 첫 번째 말은 한 짧은. 짧은. 참큰 치마는 하나 사고 싶어요. 이 치마는 어떠세요? 좀 길어요. 이것보다 더 젖은 것 없어요? 네, 나 플레이. 참분 짧은, 참분 짧은. 참분 것 없어요? 이건 어떠세요? 마음에 들어요. 이걸로 주세요. 이걸로. Nói qua이 ha, Icolo, mình có thể đọc nhẹ nó là Icolo, Icolo. Icolo 주세요. 가드 떠 돼요? 네. 카드. 카드.
kha tưởng tô tuệ yo Nè. nè tuyệt mình ta Nè, mà ni giờ anh sắp hai xe yo. Chang si xe yo. nè Chang có sao con xe yo. nè아저씨 노트북 좀 보여주세요. 이도 제품이 손님들이 많이 찾는 거예요. 어떠세요? 너무 무거워요. 이 커튼보다 좀 가벼운 가 없어요. 이쪽 그 없어요. 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 없어요? 이쪽으로 오세요. 이건 얻으세요? 마음에 들어요. 이 걸어주세요. 어떻게 계산하시겠어요? 카드로 하겠습니다. 됐죠. 주 아저씨. 주어이. 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 저도 xem thử cái laptop ạ. À, khi này thì mình dịch là vui lòng cho tôi xem, cho tôi xem một chút, có nghĩa là vui lòng cho tôi xem laptop ạ. Tiếp. Hai cái sản phẩm này được nhiều khách hàng tìm kiếm ạ. Auto sale, bạn thấy như thế nào? Nó cực kỳ năng, có cái loại không có cái nào nhẹ hơn cái này, không có cái nào nhẹ hơn cái này sao? Mời bạn đi hướng này ạ. Cái này thì như thế nào ạ? Rất vừa ý tôi. Hãy lấy cho tôi cái này. Tính tiền như thế nào? Tính tiền như thế nào ạ? Tôi sẽ thanh toán bằng thẻ. Ok, chị sẽ đọc và dịch lại nhé. 아저씨, 노트북 좀 보여주세요. 주 ơi, làm ơn cho con xem vài cái laptop ạ. Làm ơn cho con xem laptop ạ. 이 두 제품이 손님들이 많이 찾는 거예요. 어떠세요? Hai cái sản phẩm này, 이 두 제품, 제품 là sản phẩm ha. Hai cái sản phẩm này á thì khách hàng á tìm rất là nhiều, là cái mà khách hàng đang tìm rất là nhiều. Otoseo, cháu thấy thế nào? Cháu thấy thế nào? Otoseo, cháu thấy thế nào? Nó mua mũ cô rồi, nó hơi nặng à, nó nặng quá. Y có tuyên bố ta trong khá biểu quân cơ Otoseo, không có cái nào nhẹ hơn cái này à? Nhẹ hơn cái này à? Y chúc cơ seo. Mời cháu đi qua hướng này. Y cơn, ô tô xeo, cái này thì như thế nào? Mà mê tư rồi, y cơn lô chú xeo. Cái này cháu rất là vừa ý ạ. Hãy cho cháu cái này đi ạ. Hoặc là mình có thể dịch là cháu sẽ lấy cái này ha. Ô tô kê kê san ha si kê xoay ô. Ô tô kê kê san ha si kê xoay ô. Ô tô kê kê san ha si kê xoay ô. Cháu sẽ tính tiền như thế nào, có nghĩa là cháu sẽ tính tiền bằng cái gì ha. Otoke bằng cái gì? Otoke wasoyo, con đã đến đây bằng cái gì ha. Vậy thì otoke kesan hashikesoyo, con tính tiền, con thanh toán bằng cái gì? Katuro hakesumita, dạ sẽ, con sẽ thanh toán bằng thẻ. Ie kayo kunshi ilkoboseyo. Bali ilkoboseyo. Nè. Đọc hả cô? Nè. 아저씨, 노트북 좀 보여주세요. 이두 제품이 손님들이 많이 찾은 거예요. 찾는 거예요. 거예요. 어떠세요? 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 너무 무거워요.
Ikot pota chom kapon kop soyo. Ikot pota, nhấn mạnh nhớ ikot pota. Ikot pota chom kapon kop soyo. Kabia un, kabia un kop soyo. Op soyo? Op soyo? Ichokuro seo. Ikon otoseo. Mame trayo. Ikoro juseo. 어떻게 계산하시겠어요? 카드로 하겠습니다. 카드냐? 카드로? 카드로 하겠습니다. 네, 잘했어요. Rồi các bạn ha, xem bức tranh dưới đây và nói với danh từ chỉ loại phù hợp. Chứ y có mùi yếu, y nên. Y nên mùi yếu. 꽃이 에? 귤 아니에요? 귤 귤 꽃이 귤 Ok, vậy thì mình bắt đầu từ bên đây trước nha. 1번 nha, si 네 슈퍼에서 구한 봉충을 샀습니다. 아 잠시만요. 야시 슈퍼. 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 퍼, 퍼. 퍼, 슈퍼. 네, 슈퍼에서 귤 한 봉지를 샀어요. 슈퍼에서 귤 한 종 한 봉지를 샀습니다. 네. 그럼 Tôi đã mua một rổ táo, rổ một túi quýt ở siêu thị. Nè. Anh ạ. A. Han bung chi là một túi nha. Even. Wincy. Nè. Sam bên trang si. Si trang hề so cool han và kuni rư sa sân nì ta. Tôi đã mua một rổ quýt ở chợ. Nè. Nó là xe. Nè. 친구가 군 한 상자를 가져왔습니다. bạn tôi. Bạn tôi đã mang tặng một túi một hộp hộp một hộp quý trọng. Không biết ạ. Cái này đọc là gì Trang Si? Quyên. Đọc là gì? Quyên. Ki ki ul kul 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 kul. À, chín cu ga kul han sang cha. Đọc cái này một cái trước rồi kul han sang cha đến. Khả cho vật sinh nhật là bạn của tôi đã mang đến một hộp quýt ha, một hộp quýt hoặc là một thùng giấy đó các bạn, mình gọi là một thùng giấy cũng được nữa ha. Thì á, cái chữ sang cha này mình có thể thay thế bằng chữ gì bạn nào biết? Bác sư. Bác sư. Bác sư. Bác sư. Bác sư. Bác sư. Ha, người Hàn Quốc sang cha là chỉ có những người lớn tuổi người ta mới sử dụng cái chữ sang cha này thôi, còn người trẻ tuổi bây giờ người ta sử dụng bác sư hết rồi ha. Rồi, đọc và chọn phương án đúng đi. Nụ có hai cây ố. Để chế ca hai kẹo. Đọc rồi dịch luôn nha Nga Si. Đọc từ từ thôi Nga Si cho các bạn khác nghe với. Nè, 요즘 화려한 치마가 유행입니다. 저는 유행하는 옷을 좋아하지 않습니다. 그리고 저는 화려한 치마보다 별한 바지를 자주 있습니다. 네. Dạo này cái váy rực rỡ sắc sỡ sắc sỡ gọi là sắc sỡ đang là xu hướng. Nè, đang dạo này đang là xu hướng, đang thịnh hành lắm. Nè. Nhưng tôi thì lại không thích những chiếc áo
thịnh hành à? Ờ, dịch sao cũng được. Này, và tôi thường mặc những cái quần thoải mái hơn là những cái áo, hơn là những cái váy sặc sỡ. Nè, à, sặc sỡ đọc là gì nghe si? Sặc hoa đo hát à? À, hoa nhỉ, hoa đưa, hoa đưa. Hoa đo. Hoa rìa, hoa đưa. Hoa đo. Hoa đưa hát. Chị mà, nè, 1번 해보세요. 네, 저는 유행하는 옷을 좋아해요. Tôi thích cái áo xu hướng là 틀려요. 틀습니다. 아, 틀려요. 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 틀리면 X. X예요. 2번 네. 누가 할까요? 트위시 해보세요. 트위시. 네. 저는 화려한 옷 보다 유연한 옷은 좋아해요. Tôi thích cái áo tiện lợi hơn là cái áo sặc sỡ ạ. Nè, tiện lợi là cái này mình có thể dịch là thoải mái cũng được nữa ha. Nè, tin lời ồ. À, tin lời ồ, quê tin lời ồ. Chỗ nên bà chị rất trả chú ịp xâm lý tả. À, thương hàn bà chị ha, thương hàn bà chị. Nè, 그럼 X입니다. X. Nè, 이거 누가 할까요? 장 씨 읽어보세요. 장 씨. 네, 민주 씨는 탄 것은 좋아하지 않습니다. 그리고 자고 매운 음식보다 조금 싱거운 것은 자주 먹습니다. 민주 씨, 탄은 이베고? 탄다. 탈다 là mùi đó. Thay tả sẽ chuyển thành than cột. Thay tả là gì nghe si? Ngọt. Nè, chả đi sợ ngọt. À, Minh Dung Si là không thích ngọt ạ. Không thích ngọt. Và măng. 그리고 망바 미운 맹 망바 à mình nhìn ha, đọc trong câu thấy thấy gì đó thấy bô ta à là mình biết là so sánh rồi nè. Vậy thì mình có hai cách dịch ha, và so với cái thức ăn mặn và cay thì cái gì nó xảy ra đó, hoặc là cái chuyện gì nó xảy ra đó, cái gì đó hơn là với cái gì đó. Nè, à, và Minh Du Si thường ăn thức ăn nhạt, một chục nhạt so với thức ăn mặn và cay ạ. Minh Su ha, Minh Su Si nên than có sướng chúa ha chi ăn sướng nì ta than. Chữ này đọc là gì Trang Si? Than. Than đọc là mình nghe có vẻ là thở ha, thành cột. Rồi, 1번 해보세요. 장 씨. 네, 민주 씨는 탄. 민주 씨는 탄. 민주 씨는 탄. 탄 음식을 주가 먹어요. 네? 아, 틀려요? 맞아요? 죽어가요. 죽어를 이고 응? 죽어를 이야 죽어 먹어요. 어디요?
한 음식을 준거 먹어요. Ồ, bạn đang đọc ở đâu vậy? À, em sách của em là khác để em đọc trong này. Minju chi, Minju chi nên 한 음식은 좋아해요? 아, 틀려요. 아, 틀려요. 네. 네, 2번 누가 할까요? 금 씨. 네. Đọc câu hỏi cô. Này, đọc câu này rồi làm à, luôn. Ok. Mình xin 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 khôn khọt khô ta chả cô mê un ấm sĩ kê cho ai rồi. Thân lời ớ, mà trời ớ. Để em xem. Ừ. Mình xin xin ở đây là gì? 그리고 짜고 매운 음식보다 조금 싱거운 것은 자주 먹습니다. I see. X. À, câu này dịch là gì? À, Minso á, thì không thích những cái ngọt ha, không thích cái ngọt và à, thường ăn à, những cái nhạt một chút hơn là những cái thức ăn à, cái. Mặn và cay ha. Vậy thì dưới đây mình có là Minsushinen Shinkun Kotpota so với những cái thức ăn mà nhạt á thì Minsu thích những cái thức ăn mặn và cay thì là Thullasoyo Exuyeo. Summer Nuka Hakkayo. Bali Haseo. Minsushinen Tintin Han 책상을 좋아합니다. 그리고 제포 예쁜 책상보다 크고 무거운 책상을 사고 싶어 합니다. 흥 thì thích các thích cái bàn chắc chắn và so với cái bàn nhỏ và đẹp thì bạn ấy muốn mua một chiếc bàn to và nặng hơn. Nè. À, to hay không phải? À, ok, ok. À, Hương 씨는 무거운 책상을 싫어해요. X. Nè, 번역해 보세요. À, Hương không thích cái bàn nặng. Nè, 2번 누가 할까요? 네, 장 씨 하세요. 아, 큰 씨는 작지만 든든한 책상을 살 거예요. 큰 씨, là dự định mua một chiếc bàn chắc chắn nhưng mà nhỏ là thua rồi. À, Hương á thì sẽ mua một cái bàn à, nhỏ nhưng mà chắc chắn nha. Vậy thì too loyal ạ. Nè, bây giờ bạn Trang đọc lại giùm chị câu này nha. Chắc chi man thân han chiếc sàn ở sai cô ấy yêu. Hương 씨는 작지만 튼튼한 책상을 살 거예요. 책상을 잘 거예요. 네, 튼튼한. 튼튼한. 네, 잘했어요. 이제 đọc lại ha. 흥 씨는 튼튼한 책상을 좋아합니다. 그리고 작고 예쁜 책상보다 크고 무거운 책상을 사고 싶어 합니다. 네, 그럼 có hỏi gì không các bạn? 네, 질문이 없습니다. 네. Rồi, đây các bạn tiếp tục nha. 시 이것 읽어보세요. 번역도 하시고요. 네. 저는 돔 때문에 있는 쇼핑몰에 갔습니다. 잠시만요. 쇼핑몰. 쇼핑몰. 핑. 핑. Chữ này các bạn chú ý đọc là chữ phở nha. Chữ phở trong ăn phở đó các bạn. Shopping.
쇼핑몰. 쇼핑몰. 네. 쇼핑몰에 갔습니다. 네. 그 쇼핑몰은 아주 크고 요즘 유행하는 물건이 아주 많습니다. 저는 큰 가방보다 핸드백을 좋아합니다. 그래서 마음에 드는 핸드백 하나 샀습니다. 네, 예쁘다. 네, tôi đã đi đến shopping mall là gì? Shopping mall là trung tâm. Nè, trung tâm mua sắm shopping nè, mall. À, tiếng Anh qua đó. Nè, tôi đã đi đến trung tâm mua sắm ở Đông Tây Môn. À, ở Đông Tây Môn nha. Ờ, cứ trung tâm mua sắm đó thì rất là lớn, có rất nhiều đồ thịnh hành gần đây. Chốn, tôi thích cái túi xách tay hơn là cái túi lớn. Vì thế tôi đã mua một cái túi xách tay vừa ý tôi. À, các bạn chú ý ha, đúng rồi. Chareseo. Chúng ta giờ khi nên tư nên, các bạn nhớ ha, maometilta. Thì khi thêm nên thì bỏ riêng đi ha, maometilun, handbagun, hana sasumida. Các bạn đừng có lo lắng cái này, tại vì khi mình học mình gặp hoài. Ha. Khi mà nói đến cái này tự nhiên lúc đó mình nhớ, à tư nên, tự động mình sẽ nhớ ra. Nếu bạn nào chú ý thì khi nói tự nhiên, à tới đoạn này các bạn tự động các bạn sẽ sử dụng tư nên thôi ha. Tại vì mà mê tư nên là lúc đó mình đọc nó đã trái cái miệng mình rồi, nên rất là khó đọc. Và khi nó tự động các bạn sẽ nhớ là mà mê tư nên hen tư bê. Các bạn đọc lại lần cái này tự các bạn đi. Mà mê tư nên hình từ bài kết hana sasumida, chủ yếu đoạn này thôi. Mà mê tư nên, mà mê tư nên gật, mà mê tư nên gật nha. Nè, xin mua đi rồi đó. Học sớm nhớ đi gật lúc đó hơi cay đó. Trang si hay mua xe đó. 저는 동생과 함께 서울역에 있는 할인점에 갔습니다. 그 할인점에는 싸고 좋은 물건이 많이 있습니다. 잠시만요. 그리고 잠시만요. 싸고 좋은 사고 좋은 물건이 많이 있습니다. 그리고 맛있고 신선한 과일을 많이 팝니다. 팝니다. 우리는 오렌지보다 사과를 좋아합니다. 그래서 맛있는 사과를 한 통지 샀습니다. 네. 아, tôi cùng với em trai đã đi đến cửa hàng giảm giá có ở Ga Seoul ạ. Ok. Cửa hàng Ga Seoul có rất nhiều món hàng tốt và rẻ. Nè. À, và bán nhiều khoai trái cây. Bạn rất nhiều quả trái cây tươi và ngon ạ. À, các bạn chú ý khi dịch ha, mình tập thành cái thói quen luôn. À, Masico thì sẽ dịch trước ha, và bán nhiều cái trái cây như thế nào? Ngon và tươi ha. Chú ý luôn. Để... À. Chúng tôi rất thích tạo. À, chúng tôi thích táo hơn là cam ạ. Vì vậy chúng tôi đã mua một thùng táo ngon ạ. À,
Vì vậy tôi đã mua một thùng táo ngon nha, một túi táo ngon nha. Chẳng xí chà rết rồi đó. Cảm ơn người ta. Chị sẽ đọc lại các bạn chú ý nha. Cho nên, thùng sen qua hâm kế, sâu lược kế in nên hà rin chờ mẹ khát xâm nì ta. Cứ hà rin chờ mẹ nên, xa có chỗ ơn muôn cơ ní mà nì xâm nì ta. 그리고 맛있고 싱싱한 과일을 많이 팝니다. 우리는 오렌지보다 사과를 좋아합니다. 그래서 맛있는 사과를 한 봉지 샀습니다. Các bạn nào muốn đọc lại này không? Học sinh nhé. Kế sốc khai kì ố. Nghe xì, nghe xì ơi. Nè nè. À, vài bữa ví dụ như cái đoạn này em cắt nó nhỏ vậy ha, em kéo nó to ra làm chị vậy ha, để cho khi mình lên đây cho các bạn nhìn dễ thấy ha. Nè nè. Ừ, ví dụ những chữ này bỏ nó luôn, bỏ hình này luôn cũng được nữa ha. Nè. Nè cô mau rồi đó. Các bạn nhớ gửi lời cảm ơn bạn Nga nha, chị bận là toàn bạn Nga soạn bài hổng rày không đó. Nè. Khi kết nu có hai cây ó. Quỳnh Si hay Bô Xê ó. 저는 어제 미영동에 있는 백화점에 갔습니다. 네. 그 백화점에는 비싸지만 좋은 물건이 많이 있습니다. 네. 좋은 물건이 좋은 물건이 네. 많이 있습니다. 네. 저는 운동화보다 우두를 자주 신습니다. 그래서 요즘 유행하는 우두를 한 켤레 샀습니다. 아, hôm qua thì tôi đã đi cửa hàng bách hóa ở Myeongdong. Cửa hàng bách hóa ở đấy thì đắt nhưng mà có rất nhiều đồ tôi thích. Đồ tốt, chô hơn, đồ tốt. Đồ tốt. À, so với cái giày thể thao thì tôi thích đôi giày tôi thường đi đôi giày da hơn. Bởi vậy mà tại sao hay bố sẽ tôi thì thường đi những đôi giày da hơn so với những đôi giày thể thao. Hơn giày thể thao. Bởi vậy mà tôi đã mua một đôi giày thể thao thịnh hành gần đây. Giày da thịnh hành gần đây. Nè, 잘했어요. Chị đọc lại nhá. 저는 어제 명동에 있는 백화점에 갔습니다. 그 백화점에는 비싸지만 좋은 물건이 많이 있습니다. 저는 운동화보다 구두를 자주 신습니다. 그래서 요즘 유행하는 구두를 한 걸레 샀습니다. 네, các bạn làm nha, đọc đúng với nội dung văn trên nha. Mình 1번 누가 할까요? 네. 동대문에 있는 쇼핑몰은 작지만 물건이 많습니다. 맞아요? 틀려요. 듣습니다. 동대문에 크고 물건이 많이 있습니다. 네. 그럼 맞아요? 틀려요? 그럼 틀려요. 네, 틀려요. 동대문 thì lớn nha. 아, lớn nha. 2번 누가 할까요? 윈씨. 네. 아, 할인 전에는 요즘 유행하는 물건이 아주 많습니다. đúng ạ. Dịch luôn. Ở gì?
Ở cái cửa hàng giảm giá thì có rất nhiều đồ thịnh hành gần đây. Nè, bà chơi à? Chơi Salmon, nuka hai cây ó, bali bali hai cây ó. Nghe si hai cây ó. Nè, 명동에 있는 백화점에서 살고 좋은 물건을 많이 살수 있습니다. 명동에 명동 thì có thể mua nhiều. Dịch từ đây ha, dịch từ đây. Có thể mua nhiều đồ tốt và rẻ ở cửa hàng bách hóa ở Minh Tùng. Nè, mà sao á? Đây mà chào. Nè, ở cứ bé khoa trầm kỳ xa chi mà chỗ hơn muốn kết mà xin đi ta rẻ không? À dạ không. Vậy câu này thích lời rồi ha. Đây Lời. không có xa ta nha. Pizza chima. Rồi, cái bản này tham khảo thêm thôi. Bạn nào rảnh thì làm ha. Ở đi về sao sạch sờ yó. Mùa xuân sạch sờ yó. Quê cư cơ xuân sạch sờ yó Nè. ha. Nè. Nên luyện những cái đó nha. Nga si y kết y cốt. Bên nhớ cái bôi xè đó. Cái này nhỏ quá ta. Nhỏ Chụp hả? quân này cơ. Rồi, Chụp thấy quân chưa? thì mình là nên giỏi kia tha ism. Ở đây có tất cả những có tất cả. Ở đây là đọc cái này luôn nè. Hankook camera mặt thử. Hàn Quốc camera mặt thư chiêu Camera. camera. Siêu thị máy chụp hình à Siêu thị camera Hàn Quốc. nè. Chụp bên camera는 여기에 다 있습니다. Ở đây Chô có Hưng nha, Chô Hưng. chỗ hình Ở đây gì có tất máy cả chụp những máy cái camera tốt. 네. 다른 가게보다 쌉니다. 쌉 삼니다. 다른 가게보다 삼니다. rẻ hơn những cửa hàng khác ạ. Nó rẻ hơn so với những cửa hàng khác. 네, 다른 가게보다 좋은 물건만 팝니다. 네, 다른 네. 가게보다 좋은 물건만 팝니다. 판chỉ bán một hả? Ở đây chỉ bán những cái hàng hóa tốt hơn so với những cái cửa hàng khác. Có nghĩa là so với những cái cửa hàng khác á, thì ở đây chỉ bán những cái hàng tốt thôi nha. Nè Nè, Eleven, khi nè khi Wincy, Wincy nè kỳ vun chỗ hơn khá kiệu. Giá cả thì rất là vừa ý. Dễ bên design, thiết kế thì đẹp mắt. Nè, chăm xin anh nhớ. Cái này đọc là gì? Dễ bên. Dép Này. Dễ. bình Design. Đi, đi. Ha, design, design. Đi chai. Nè, design. Đi chai. Nè. Nukuna, shim kê chích cứ, suýt nhân, camera. Ship kệ. Kể chiếc máy ảnh này thì có thể mang, có thể chụp một ai cũng có thể chụp một cách dễ dàng. Nghe cha đấy sao nhở? Nukuna ship kể chiếc cưới su in lên camera. Even trang si. Nè. 피사지 안 씀, 피사지 않는 가격, 야가 là không đắt Nè. ạ. 가 벗고 예쁜 다, 가 벗고
예쁜 티 디자인 디 디자인 디자인 không có dấu cũng được design 가볍 가비업 가볍 가볍고 가볍고 예쁜 디자인 네 어 thiết kế thiết kế là nhẹ và đẹp ạ. À, thiết kế đẹp mà và nhẹ. 다양한 사진 chụp chụp được nhiều ảnh ạ. Hình ảnh thì đa dạng. 다양하다 đa dạng nha. 네. 네. 3번 누가 하세요? 3번 Thủy Si Cường Si, hát suy rồi đó. Nè, 제가 할게요. Nè. Khi núi mạnh lên camera. Nè, khi núi mạnh lên camera. Khi núi mạnh lên. Khi núi mạnh lên. Khi núi mạnh lên. Khi núi mạnh lên camera. Ca, camera. Camera. Nè. Giá cả thì không không nhiều à, cái camera có nhiều chức năng kỹ năng nhiều. Chức năng ha khi sa chín chế kỹ năng chỗ a hanen saram thích hình ảnh chụp được nhiều người thích chụp ảnh. À, cái này đẹp là cái gì? Sa chín chích kỳ rớt chùa ha nên sa ram. Những cái người mà thích cái việc chụp ảnh. Sa chín chích kỳ cái việc chụp ảnh nha. Những người thích cái việc chụp ảnh. À, những người thích việc chụp ảnh. Chú cả cơm un. Khó nhìn quá. Ca ca un cổ xế in nâng mùi cơn ơn chị cư tệ. À chú ca ca un cổ nê ịp nâng mùi cơn sân chị cư tệ. À khi chụp những cái mùi cơ là những cái đồ vật hay là những cái hình ảnh, những cái vật thể nào đó mà có ở cái nơi gần, rất là gần, nghĩa là à, khi chụp những cái đồ vật mà nó gần, rất gần ha. Nè. Nè. À, cái này thì chắc các bạn làm nhanh đi. Nga si, hay bố xe không? À, chăm xin mình nhớ. Nè, Nga si, hay bố xe không? Nè, 여기에서 사진을 합니다. 틀려요. Nè. Ở đây bán... bán hình ảnh ạ. À, vậy thì ở đây bán cái gì? Giờ kia là sao? Giờ kia là camera, camera rồi. Phải입니다. 합니다. 네, 잘했어요. 2번 원시 3번 장시. 네, 여기에서 한 가지 카메라만 살 수 있습니다. 어, 오늘 thì chị có thể mua máy ảnh. À, nghĩa là gì? Ở đây thì có thể mua chỉ hankachi camera, cameraman chỉ một loại hankachi, chỉ một loại máy ảnh thôi. Ha. Thư lời rồi. Nè, thư lời rồi. Vậy thì trả lời nó như thế nào? 여기에서 여러 여러 네 여러 가지 카메라 살 수 있어요. 아 여기에서 여러 가지 카메라를 살 수 있습니다. 이해가요 여러분? 네. 땡시 해보세요. 네. 여기는 다른 여기는 다른 가게보다 잠시만요. 다른
여기는 다른 가게보다 문건은 싸게 팝니다. Ở đây là bạn nhiều, ở đây bạn rẻ, ở đây bạn đồ vật rẻ hơn so với cửa hàng khác ạ. Nhiều vật rẻ hơn so với cửa hàng khác ạ. Mà chai yo. Mà chai yo. Tarun kake boda samnida. Yogi. Ne, zarhetsoyo. Rồi. Cái này các bạn giờ tự làm nha. Khá trang thì sân camera. Cái mắt nhất. Khá trang là nhất ha. Cái camera mắt nhất. Thì chai ni về pin camera. Cái camera mà đẹp, thiết kế đẹp ha. Khá cao hơn cổ sân chỉ cơ suy nên camera. Sa chi nên ship kê chỉ cơ camera. Cái camera mà chụp một cách dễ ha. Mũ cấp chi ảnh nên camera. Cái camera mà nó không có nặng. Giờ rồi cả chi sa chi nên chỉ cơ suy nên camera. Cái camera mà có thể chụp nhiều cái loại ảnh ha. Vậy thì các bạn điền vô ha. Ở đâu rồi? Cô nè, cô ơi. Cô ta sẽ ở Inbon, Nga Si, Quỳnh Si, Trang Si, Cường Si với lại Thủy Si. Sao mà ít phát biểu vậy? Dù trường dù hẹn hà nên ổ sinh ở tên cô ấy. Dạo này á, thì cái áo mà nó thịnh hành á, thì là cái nào vậy? Là cái loại áo nào vậy? Hoa đưa hành ổ xí dù hèn hẹo. Cái áo mà nó sặc sỡ á, thì nó thịnh hành. Ilburn Mùa xuân đây mình sẽ nhìn cái câu trả lời trước. Cái gì gì đó xích cơn mùi gì đó, cái thức ăn gì đó thì nó mùi gì đó là cái gì ha. Rồi ở dưới đây là con càng nghe chỗ hơn xích cơn trà chu một xung nì tờ nhìn câu này rồi. Sức khỏe. Tôi thường ăn những cái thức ăn mà tốt cho sức khỏe. Vậy thì hỏi như thế nào? Thức ăn tốt cho sức khỏe là cái gì? Hay như thế nào, đúng không? Nè, 좋은 음식은 뭐예요? 건강에 좋은 음식은 뭐예요? 네, 건강에 좋은 음식은 뭐예요? 네, cái thức ăn mà tốt cho sức khỏe. Even, Quỳnh Si. 식당. Shopping 하고 깨끗 식당 좋아요. 어디 식당? 요즘 자주 가는 식당은 어떤 식당이에요? 네, 잘했어요. 요즘 자주 가는 식당은 어떤 식당이에요? 저는 조용하고 깨끗한 식당에 자주 가요. 네. Dạo gần đây thì bạn thường đi đến cửa hàng à đến nhà ăn như thế nào? Tôi thường đi đến nhà ăn yên tĩnh và ấm áp. Vậy thì ở đây Nga Si, chỗ này Nga Si phải sửa lại rồi nè. Mình phải sửa lại. Em biết sửa lại chỗ này không? 요즘 hỏi là dạo này bạn thường ăn cái thức ăn này, thức ăn gì, cái thức ăn mà bạn thường ăn là cái thức ăn gì, thì mới trả lời là tôi thường ăn cái thức ăn tốt cho sức khỏe ha. Nè, 요즘 자주 음식은 뭐예요? 자주 먹 먹는 먹근 먹근 아 먹는 자주 먹는 음식은 뭐예요?
À, ăn là bạn thường ăn là động từ hiện tại không? Là dù chung trà chu mong nên ứng xí cân mồ ẻo. Né. Nè. Salmon. Chị mi lên nhóm hoa rượu trà chu. Dù chung trà chu. Trà chu. 보는 영화는 어떤 거예요? 네, 요즘 자주 보는 영화는 어떤 거예요? 네, 재미있는 영화를 자주 봐요. 아, tôi thường xem phim vui, thú vị. phim hài. Nói chung là những cái này rất là khó các bạn ơi, mình cũng chả biết khi nào. Nói chung là sai là cái chuyện rất là thường, tại vì kể cả những người học cao người ta cũng sai. Thỉnh thoảng là không biết là cái từ này mình sẽ chia vào hiện tại hay là quá khứ, rồi lúc này phân biệt nó là động từ hay tính từ rất khó luôn, nên cái này là mình đừng có lo lắng. Nói chung là khó, ai cũng sai, nhưng mà mình cố gắng tìm hiểu thêm nhiều cái thông tin ở trên mạng, cũng có nhiều anh chị dạy cái này đó, nên mình lên đó học thêm ha. Và cái này sau này nó còn nhiều, còn dài dằng, còn nhiều lắm chứ không có đơn giản là nhiều. Tiếng Hàn khó nhất là những cái điểm này, nên là mình Nè. không có lo. Ừ. Chờ nên hoa đeo han ột bồ ta tàn xuân han ổ si chỗ á dụ. Ilvân, quân si, Ivân, chanh si, Samvân. Không có ai làm thì nga si. Cho nên tu cao un kẹt bồ ta dạ ăn sẽ biết chú ai rồi. À, cho nên thu cơ un check bồ ta dài bình ha, dài bình check ký chỗ ai rồi ý khai các bạn hiểu không Nè. nè. Even taxi Trang Si Nè. Hebo Seyo Nè. Cho nên cho nên mua có cho nên sao với thích cái bạn lớn hơn là cái bạn nhỏ đi. nè cho nên cưng chết cho nên cưng chết trang bằng nhỏ chặt cho nên chặt cưng bù ta Chà chặt cưng cưng chặt cưng chết trang bù ta chắc cưng chỉ sang Bồ Tát cưng chết sang ý chua nè, cho nên chà cưng chích sang Bồ Tát cưng chích sang ý chòa yô. Nè, 저는 긴 치마보다 짧은 치마가 더 좋아요. 네, 잘했어요. Các bạn cố gắng những cái so sánh này các bạn ha. Mình nói một câu nào mình cố gắng học, nói tập nói nhiều, ví dụ mình so sánh nhiều ở trong nhà, mình thấy cái gì mình so sánh nhiều vô, để khi mà mình nếu mình có nói chuyện với người Hàn thì mình có từ để nói, chứ để tới đó mới suy nghĩ là không kịp nữa rồi ha. Nè. Để đọc những cái nội dung này rồi sắp xếp theo bảng ở dưới đây, đọc trước thôi. Luca Yukobuseyo nghe si. 네, 제가 할게요. 팔고 싶은 물건이 무엇입니까? 그 thứ mà bạn muốn mua là cái gì ạ? À cái gì Bán. pai cô ship phun mùi gần ý mùi ờ
cái đồ vật mà bạn muốn bán là cái gì? Để ta phương. Digital camera. Digital camera là gì? Cái máy chụp hình digital. Digital đó các bạn, tiếng Anh đó, kỹ thuật số á. Các bạn biết chữ đó không? Máy ảnh kỹ thuật số. Y bên. Nghe si. Nè. Ở anh đi cô Thủy si. Sam bên Cường si. Nè. Cứ ta mê. Quỳnh si. Mà chi mắc cơn trang si. Nè. Ấn chêm. Ấn chê ấn mạ. Ấn ma e mẹ. Ấn ma e. Sa sâm ly cá. Hôm qua. Ấn chê. Ơn chị, hôm qua ơn mô ơn mê đã muốn mua đã nè, đã bán đã. Khi nào và bao nhiêu? Bạn đã bán khi nào và bao nhiêu nè? Là cái này nó sẽ là ship o man one e ship o man one Ilian Chen, cái này là đọc thôi Ilian Chen. Ilian Chen e ship e man one e ship man one. Chăm xem mình nhớ các bạn nghe chữ này là gì các bạn? In Lian đọc qua hình chữ L ha. In Lian và thêm chữ này đọc qua là Lian. In Lian một năm trước ha. Ishiman won ở đội mày ở Thủy Si. 20.000 won ạ. 20.000. 200.000. Man là sao, là 4 số 0? Chân thì mới là nghìn. 200.000 là bao nhiêu tiền Việt? Nhân với khoảng 21.000 won là 20.000. Khoảng là 4 triệu ạ. Đúng rồi, 4 triệu. Summer. Nè. Autumn moon coin mica. Đây là loại đồ vật này là loại gì á? Là digital camera, là máy ảnh kỹ thuật số. Hả? Là cái hàng là hóa loại nào? Thế nào? Đồ vật này là loại nào? Có nghĩa là em chỉ đọc thôi, đọc qua thôi. Là hàng hóa như thế nào? Đọc đoạn này nè. Achu Kapioko Zephuta. Là Kapiok mà đồ vật rất là gì cô nhé? Nhẹ, rất là nhẹ mà đẹp nha. Rất là nhẹ, rất là đẹp. Nè, kế tiếp. 지금은 얼마 합니까? Gần đây thì nó có giá bao nhiêu, được bán với giá bao nhiêu? Nè. 15만 won. 150.000 won. 150.000 đó là khoảng bao nhiêu tiền Việt? 3 triệu. Rồi khi mà các bạn ha, chú ý khi mình, nếu mình có đi dịch, nếu mình dịch cho người Hàn, người Việt Nam, mình đọc là mình không có dịch với người ta là 150.000 won, là mình, các bạn có thể dịch là 150.000 won, thì các bạn phải thêm cái lời vô là nó tương đương với bao nhiêu tiền Việt để cho người Việt mình biết luôn ha. Kế tiếp. 어떻게 연락합니까? Liên lạc như thế nào? 변함 시간에 전화 email
Gọi điện vào thời gian thuận tiện ạ, vào thời gian tiện lợi À, hoặc điện là dẫn thoại mèo. vào cái thời gian mà thoải mái tiện lợi ha, hoặc là gửi Dẫn mail, mèo. để cái này các bạn tự làm thôi ha. Xong rồi các bạn bây giờ mình, các bạn có hỏi gì không, có hỏi muốn hỏi gì không? Thôi em muốn hỏi một chút. Nè, cái này cũng phải, nhưng mà em xem thì có chỗ mình nói là chạc nên coi gì vô, chạc nên coi gì vô, cái bài ba cũng phải về chủ đề mua sắm đồ điện tử. em bạn nói lớn lên đi Quỳnh ơi. Cái phần luyện tập hội thoại, đóng vai khách hàng và chủ cửa hàng nói về đồ mua sắm đấy cô. Em thấy cái phần mình kết hợp tính từ với cả cọt hoặc là co ở hội thoại đầu thì nó dùng là cọt. Ok chị hiểu rồi. Ở đây child will go upstairs đúng không? Rồi nhưng mà ở đây là Có thêm Carpio co. Winger đúng không? Carpio Winger. Thật ra là cái nào cũng vậy hết, không sao hết. Child will go hoặc là child will go đều được, hoặc là child will go, nó đều sử dụng được, nó không sao hết ha, tùy theo người sử dụng thôi nè. Ví dụ ở đây mình sử dụng caveo uncut option vẫn được ha. Nè. Ok, bạn ơi, riêng bạn Cường ha, ví dụ như không những bạn Cường đâu mà những bạn khác khi mà đi Hàn Quốc có thì chú ý, bạn Cường đã được học các cái lễ nghĩa, cái lễ nghi của Hàn Quốc chưa? Chưa quá Ừ. em Ví đứng dụ đời này, đứng đời bị già đấy. người Việt của mình khi ăn cơm á, không biết là ở trong Nam với ngoài Bắc có gì khác nhau không biết, nhưng mà riêng ví dụ ở trong Nam, ví dụ như ăn cơm với ông bà hay gì với người lớn ăn, mà ví dụ để cái tô ở ở trên bàn, để cái chén ở trên bàn đúng không, rồi lấy đũa mình cứ ăn, mình không có cầm cái chén lên á thì hay bị la. Ở ngoài Bắc có vậy không? À Ừ, dạ có, có, không chúng mình không kiểu cũng có như thế, nhưng mà bình thường ít ai mà để bạn bên dưới ăn thế, toàn cứ cầm bát lên ăn cả. không, cũng có những đứa nhỏ nhỏ trẻ vậy đó các bạn, và cũng có những người cũng vậy luôn. Thì người người Việt của mình thì hay la, nhưng mà người Hàn Quốc á thì khi ăn người ta lại không có bưng cái chén lên. Ví dụ người ta không có cái giống như người Việt mình là gắp đồ ăn đúng không, là phải bưng cái chén lên để sát lại cái tô ở đó đúng không, sát lại cái dĩa đó, cái mình gắp xong mình để đây, mình đưa vô rồi mình cầm ở đây mình ăn lên về đúng không. Còn người hèn thì không, người ta sẽ để cái chén ở dưới. Ví dụ khi người ta múc đồ thì người ta sẽ dùng cái muỗng hoặc cái đũa người ta gắp ở đó, xong người ta ăn luôn, hoặc người ta để vô chén người ta, rồi người ta vẫn để dưới người ta ăn. Ha, nó ngược với mình, đúng không? Hay À, rồi khi ăn á, ví dụ như cái chén như thế này thì người ta sẽ, người Việt của mình á, vì sợ cái bàn nó dơ, không có để thẳng cái đôi đũa xuống bàn, mình để lên cái chén luôn, đúng không? Vậy. À, nhưng nè mà người hàng thì người ta không có để như vậy, mà người ta sẽ để xuống bàn, tại vì cái bàn người ta lau sạch rồi và người ta cho là để ở trên này thì nó không có phải phép lịch sự, và đôi đũa cũng không có chĩa, ví dụ ngồi đối diện gì cũng không có chĩa đôi đũa cho người ta vậy, mà cứ để đôi đũa xuống thẳng dưới bàn luôn, đúng không? nè. Nhưng mà khi mình ăn, ví dụ khi mà ăn ở Việt Nam, ăn ở Hàn Quốc á, thì mình để luôn. Còn ở Việt Nam của mình á, thì mình khéo léo một tí xíu. Ví dụ mình muốn để vậy thì mình lấy cái gì mình lót. Ví dụ như như thế nào, khi mà ăn á, thì trong cái trên Cái khăn, cái giấy, giấy giấy ăn á. cái giấy, hoặc là mình khéo một tí xíu là khi mà những cái đũa người ta có cái giấy bọc đũa ở ngoài đó, đúng không, thì mình sẽ không có bỏ cái miếng đó đi, mà mình sẽ lấy cái đó mình khéo léo mình xếp nó lại cho nó hơi cao lên một tí xíu, để mình để cái đũa mình nhẹ lên tí để cho đừng chạm bàn, kiểu vậy mình khéo léo một xíu. Nhưng mà nó lại không có để ra cái kiểu giống như là người Hàn, khi mà người ta biết người Việt mình ăn là để đũa lên bàn, để đũa lên chén. Người ta biết thì không sao, nhưng mà người ta không biết, người ta nói trời ơi, người mất lịch sự, thì dẫn đến là có hiểu lầm qua lại, đúng không?
Đó, nên mình khéo léo mình xử lý, mình biết à để người ta tránh nói thì mình xử lý thôi. Còn ví dụ uống bia thì khi ở Hàn Quốc á Có thì một hai ba dùng cô. cũng có nhưng mà như thế này, có nghĩa là khi rót bia á thì người lớn rót cho người nhỏ, còn Việt Nam thì mạnh ai nấy rót cũng có, hoặc là người nhỏ rót cho người lớn, đúng không? Nhưng rồi người nhỏ rất À, người lớn ừ. quá. Nhưng Hàn Quốc á, thì chỉ có người lớn được phép rót cho người nhỏ thôi, người nhỏ không có huênh hoang ngay trước mặt người lớn cầm cái chai bia góc nè là không được ha. Rồi thêm cái nữa, Hàn Quốc á, thì ví dụ như 5-7 người vậy, người ta kêu ví dụ 2-3 chai hoặc 5-7 chai gì đó, người ta khui một chai ra xong ta rót người này rót 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 một chai đó hết chai này, à chưa đủ khui lấy chai kia rót cho người kế tiếp. Còn không, Việt Nam mình mạnh ông nào nấy ôm một chai đúng không, rồi tự rót cho mình, nó dẫn đến là những cái như vậy. Người Hàn ta đó hả, gặp khi mà mình gặp người Hàn ăn á, người ta cầm người khi người ta đang uống cái chai của người ta, cái người ta quý mình quá, người ta mời mình, ta cầm cái chai của người ta rót cho mình. Cái nhiều người Việt mình không hiểu đấy, trời ơi ông đó chai của ổng mà sao ổng muốn ổng kiểu ăn gian hay là ổng gì, ổng lại rót cho người khác, các bạn hiểu không? Có Dạ. thế À. làm về quá, ôm ai ôm trái với ôm non hết. À. Nên là mình phải hiểu. Còn ví dụ như khi à người ta biết của Việt Nam mình à, khi đó nếu mà mình là người thông dịch, mình khéo léo thì mình nói à, ví dụ khi mới vào bạn thôi khui bia, mình khéo léo mình nói với người ở Việt Nam á, ở Hàn Quốc á, thì ví dụ như à khui cùng một chai bia chia ra cho nhiều người, nhưng mà ở Việt Nam tụi tôi á là mỗi một người ôm một chai gì đó, chai của ai nấy rót gì đó, thì mình giải thích cho người ta. Đối với những người mới với văn hóa của Việt Nam thì mình nên giải thích cho người ta. Rồi khi uống bia thì ví dụ ở đây cái đối diện bên tay trái là một người lớn tuổi, bên tay phải là một người nhỏ tuổi, thì khi mà mình uống á, thì mình khéo léo mình cầm cái ly, ví dụ mình là người nhỏ hơn thì mình cầm cái ly mình quay qua bên cái người nhỏ á nha, chứ không phải là mình quay qua bên người lớn, và mình khéo léo mình che lại đây mình uống, các bạn hiểu không? Mình uống vậy đó, hiểu không? Nè Ừ. Rồi hút thuốc, hút thuốc thì người nhỏ tuyệt đối không hút thuốc trước người lớn. À, nếu mà lỡ mà người đó là người Hàn qua Việt Nam mà mình muốn hút quá thì mình nói ơi chú ơi xin lỗi chú nha, cho tôi hút một điếu được không, đại loại là mình phải mở lời mình xin phép trước ha. nè Nè, còn gì để hỏi nữa không? mày mày không hút thuốc không ai chết. À, khi mà mình rót á thì mình phải cầm hai tay, nói chung là hiện tại á, là người ta không có khắt khe cái việc là mình cầm như thế nào, mình cầm cái tay này hay là mình cầm chai bia, miễn sao mình cầm hai tay, kể cả cuộn ly mình cũng phải để cái tay mình, hoặc là mình cầm gì hoặc là gì cũng được, nhưng mà quan trọng là mình không có vô như kiểu Việt Nam mình ha, không có dùng một tay vô như vậy đó, đó là như vậy rồi. À, người Hàn là như thế này nữa. Thường á, người Việt mình á uống cái nào cũng rủ vô hết trơn, một hai ba vô á. Còn người Hàn không, người ta cái đầu một thôi, rồi người khác khi nào người ta muốn uống thì người ta uống. À, người ta đang ăn gì người ta thấy người ta ăn món mồi này ngon quá, người ta muốn uống ta tự cầm ly người ta uống, và người ta có thể không mời mình thì lúc đó mình cũng phải hiểu cho người ta, đúng không? Hoặc là mình nếu mà có người Việt thì mình cũng giải thích cho người Việt, người Hàn á anh dễ thương lắm, cũng cái đầu vậy thôi, còn những cái sau á là mạnh ai nấy uống vậy à, chứ không có rủ vô giống như người Việt mình đó. Mình giải thích cho người ta hiểu, và những cái câu nói người Hàn rất là thích. Dạ tôi sẽ cố gắng, họ không thích nghe mình giải thích lý do đâu. À, dạ tại vì bữa nay em bận công chuyện nhà em đi trễ, dạ bữa nay mẹ của em tới nhà chơi nên em đi trễ, dạ bữa nay em để quên chìa khóa nên em đi trễ. Họ không thích nghe những cái lời giải thích rườm rà vậy. Ví dụ chỉ việc xin lỗi thôi, dạ xin lỗi anh là tôi đến trễ, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, hoặc là một cái việc gì đó tôi sẽ cố gắng nỗ lực cái xin đi ta, hoặc là khi mà trả lời một cái việc người ta nhờ mình làm một cái việc gì đó, mình nói thôi cái này là không được, đừng bao giờ trả lời thẳng, tại vì đối với người Hàn không có gì là không thể, quan trọng là mình muốn làm hay không.
Và nếu mà mình muốn từ chối khéo á, thì mình nói dạ để em thử xem coi được hay không thì em sẽ cố gắng. Nói chung là có cái chữ cố gắng cho em sẽ thử và em sẽ cố gắng. Rồi sau đó qua đi rồi cái kết quả nó như thế nào lúc đó mình tính sao. Chứ người ta không có đưa kêu mình làm đó. Không không không, cái này không làm được là không được. À, hoặc là mình đôi khi á, mình kiến thức của mình còn ít hơn người ta. Ví dụ người ta kêu mình liên hệ để nói cái gì với đối tác đó. Ví dụ có một sự cố gì trong vấn đề làm đó, người ta kêu mình nói với đối tác, mình trả lời nó thôi cái này ta không có đồng ý đâu, mình chưa làm sao biết người ta không đồng ý, đúng không? Và khi đó mình sẽ nói à để tôi sẽ liên hệ thử và mình sẽ cố để mình làm bằng cách được thì thôi. Như vậy thì người Hàn Quốc người ta từ từ người ta tín nhiệm mình. Ok, còn gì muốn hỏi nữa không? Nhớ cái gì thì nói cái đó. Không có ai mà dạy như chị không có chuẩn bị chuẩn gì trơn. Nó tới đâu bật tới đó. Ví dụ cái gì tự suy nghĩ tự nói luôn. Nói chung là trong quá trình dạy cũng có sai chứ không phải là không có sai. À, chị tiếng Hàn chị cũng còn còn chưa có tốt lắm. Ừ, vậy đó. Ok. 질문 있어요? 네, 감사합니다, 선생님. 네, 쉬세요. 네, 감사합니다, 선생님. 네, 바이.